Hello, hello, xin chào 500 anh em nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Rider ha. Quá đẹp luôn nha mọi người ơi. S155 phiên bản Gin cũng như một số màu độ 3D trên đây mọi người thấy không? Đó, những video trước mình giới thiệu màu 3D cũng rất là nhiều rồi. Và video này mình cập nhật một số màu Gin cho anh em luôn nha. Để anh em xem kênh mình có thể biết luôn ha. Chứ không mất công anh em tưởng đâu là cửa hàng chắc toàn độ màu 3D không. Không có màu Gin nha. Đó, ok ha. Cũng như cập nhật giá bán và trả góp và tặng cho dòng S155 này ở đầu tháng 1 đến cuối tháng 1 luôn nha. Nói chung là Tết Tây xong rồi ha. Đó, hôm qua mới ăn Tết xong rồi, hôm nay đã mùng 1, 2 gì rồi mọi người ơi. Còn đúng một tháng nữa thôi là tới Tết mình rồi đó. Thì 500 anh em cũng như tất cả mọi người xem xong video clip nhớ đăng ký kênh giùm mình nha. Cũng như like video clip để ủng hộ và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy ha. Hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng xe máy An Thành Phát. Theo như thường lệ, mình sẽ quay sơ mặt tiền cửa hàng xíu nha, để 500 anh em cũng như tất cả mọi người mình đi mua xe mình dễ nhận biết luôn. Thì đây là mặt tiền cửa hàng xe máy An Thành Phát. Cửa hàng tọa lạc ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hướng đi vô cổng phụ khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bạn nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961 469 919 của Bành Côn nha. Và số điện thoại mình cập nhật phía dưới video nha mọi người. Ok hang. Rồi bây giờ mình cập nhật giá bán nha. Dòng S155 này đang được cửa hàng xe máy An Thành Phát bán với mức giá là khoảng 43 triệu đồng nha mọi người. Và giá mình báo lúc nào cũng đã có thuế VAT 10% áp dụng cho màu Gin hay còn gọi là màu nguyên bản đó. Còn màu độ thì tùy từng màu mà có giá bán khác nhau nha. Về vấn đề trả góp, dòng này nào giờ được cửa hàng hỗ trợ rất là ok luôn. Đó chính là không cần trả trước hay còn gọi là trả trước không đồng á. Có nghĩa là các bạn chỉ cần tới làm hồ sơ trả góp đậu là các bạn lấy xe về được rồi. Và mức trả trước không đồng là mức tối thiểu cửa hàng cũng như ngân hàng hỗ trợ dành cho các bạn nha. Còn bạn nào mình có điều kiện mình cứ trả trước càng nhiều càng tốt ha. Và đặc biệt là trả trước tầm khoảng 30% giá trị chiếc xe thôi là các bạn nhận ngay cả vẹt gốc được rồi. Còn bạn nào mình không có thì mình cứ trả trước không đồng cũng được nha. Nói chung là tùy vào điều kiện kinh tế của mỗi bạn thôi nha. Về thủ tục làm hồ sơ trả góp á, cũng rất là đơn giản luôn mọi người ơi. Mọi người đi mua xe cũng như các bạn đi mua xe cầm theo giùm mình căn cước công dân là được rồi nha. Không cần bằng lái, không cần sổ hộ khẩu gì hết ha. Chỉ cần khi đi mua xe cầm giùm mình theo căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân và đủ 18 tuổi là mình làm hồ sơ trả góp được nha. Và cửa hàng hỗ trợ trả góp toàn quốc cũng như giao xe tận nơi luôn cho bạn nào mình khó khăn về vấn đề đi lại ha. Đó, rất là ok luôn nha. Và một ưu đại đặc biệt nữa dành cho tất cả mọi người luôn nè, đó chính là khi xem kênh YouTube cũng như kênh TikTok Raiden của mình mà ở ngoài khu vực tỉnh Bình Dương tới mua xe sẽ được anh Côn cũng như cửa hàng hỗ trợ thêm 500.000 tiền xăng xe đi lại nha. Nhớ nha, cửa hàng sẽ hỗ trợ thêm 500.000 tiền xăng xe đi lại cho bạn nào mà xem kênh YouTube cũng như kênh TikTok Raiden của mình nha, mà ở ngoài khu vực tỉnh Bình Dương tới mua xe nha mọi người. Ngoài 500.000 này ra, cửa hàng còn tặng các phần quà tặng như là nón, nhớt, áo mưa ha. Cũng như nón, nhớt, áo mưa, rồi nhớt nữa. Đó, quà tặng là nhiều lắm nha mọi người, yên tâm nha. Rồi ok ha, đó là về quà tặng cũng như giá bán trả góp cho dòng S155 này ở cận Tết Nguyên Đán luôn nha. Cận dữ lắm rồi mọi người ơi. Và mình cũng có một vài điều chia sẻ mọi người luôn. Bây giờ là khoảng tháng 12 âm lịch rồi, như vậy là còn khoảng 4 tuần cũng như là tầm 30 ngày nữa thôi là Tết. Mình nghĩ á, các bạn nào mà có nhu cầu mua xe nên mua tại thời điểm này luôn nha. Nói chung nó hơi trễ nhưng vẫn còn kịp nha mọi người. Nên mua tại thời điểm này, chứ để mà còn tầm 1 tuần, 2 tuần nữa Tết, nhiều khi mình mua, mình lấy cà vẹt cũng như biển số xe không được là cũng cực lắm nha. Đó, tùy vào anh em thôi. Anh em nào mà nhắm á, mà xe không có biển số mà không có cà vẹt mà đi vẫn được á, thì đi. Còn nhắm mà muốn có cà vẹt cũng như hoặc là có cái biển số sơ sơ để mà đi ngay Tết đó cho nó an toàn á, thì mình nên nghĩ là nên mua ở thời điểm này nha mọi người, nhớ nha. Chứ không mất công là không kịp làm giấy tờ á, tại vì năm nào mình cũng thấy cái vấn đề này rất là nhiều luôn. Đồng ý là khi mình mua xe mình cứ nhắm là tầm 2 tuần là có biển số, nhưng mà nhiều khi bên công an người ta kẹt cái vấn đề gì đó, người ta ra không kịp cho mình, người ta hẹn trễ hơn thì mình cũng phải chịu thôi nha mọi người. Đó, vấn đề này vẫn có xảy ra nha, chứ không phải là không có đâu. Nên tốt nhất là các bạn cứ nên mua càng sớm càng tốt nha, hoặc là ngay từ thời điểm này. Nói chung là còn tầm có 4-5 tuần gì nữa Tết chứ mấy, nên mọi người tranh thủ nha. Ok ha. Rồi, ok nha. Như vậy là mình vừa cập nhật xong giá bán cũng như trả góp và quà tặng rồi đó. Thì bạn nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961 469 919 của Bành Côn nha. Rồi, 500 anh em cũng như tất cả mọi người xem xong video clip nhớ đăng ký kênh giùm mình nha, cũng như like video clip để ủng hộ
và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy ha. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video clip sau.